Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Tổng duyệt lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Sầm Sơn kiểm soát an toàn thực phẩm mùa cao điểm du lịch Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Điện Biên, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 tổ chức tổng duyệt cấp nhà nước lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng điện biên phủ đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương cùng các lãnh đạo đảng nhà nước dự lễ tổng duyệt Tại buổi tổng duyệt, chương trình lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành được thực hiện theo đúng nghi thức, kịch bản đã được thẩm duyệt trước đó. Mở đầu là lễ chào cờ, xếp hình nghệ thuật, trình diễn chống hội, công bố quyết định đón nhận huân chương khen thưởng. Tiếp đó là lễ diễu binh, diễu hành với phần trình diễn của 11 máy bay trực thăng mang cờ đảng, cờ tổ quốc, bay qua lễ đài cùng màn diễu binh, biểu trưng lực lượng của hơn 12.000 người đến từ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, cựu chiến binh, thanh niên sung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc và khối nghệ thuật. Sau gần 120 phút, các lực lượng đã tập trung cao độ, hoàn thành chương trình tổng duyệt cấp nhà nước, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẵn sàng cho lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào ngày 7 tháng 5 tới. Sáng ngày 5 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống tổ chức lễ khởi công dự án đường giao thông kết nối quốc lộ 45 đoạn từ thị trấn Nông Cống đi huyện Triệu Sơn. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông kết nối quốc lộ 45 đoạn từ thị trấn Nông Cống đi cầu Nò Hèn, huyện Triệu Sơn có chiều dài 13,5 km, chiều rộng nền đường 12 m, điểm đầu so với đường Nguyễn Đốc, thị trấn Nông Cống, điểm cuối so với đường quốc lộ 47B tại xã Tân Thọ, huyện Nông Cống. Tổng mức đầu tư trên 688 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, ngân sách huyện và nguồn huy động hợp pháp khác. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án là 40 tháng kể từ ngày bàn sao mặt bằng. Sau khi xây dựng xong, tuyến đường này sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển mới về phía tây bắc của Nông Cống, tạo thuận lợi cho giao thông giữa các vùng trong huyện, đồng thời tạo kết nối liên vùng với cảng hàng không Thọ Xuân, thành phố Thanh Hóa, khu di tích An Tiên. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết mùa hè đang nóng là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, siêu vi phát triển và lây lan, gây bệnh cho con người, đặc biệt là trẻ em. Đây là điều phụ huynh cần lưu ý để giúp trẻ phòng bệnh. Các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản, viêm mũi họng, viêm amidan là những bệnh lý thường gặp nhất ở trẻ trong mùa hè. Tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa từ trung tuần tháng 4 đến nay, lừa bệnh nhi đến khám và điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp tăng khoảng 30% so với các tháng trước. Đáng lo ngại nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng bệnh nặng, biến chứng. Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi trong thức ăn nếu không được bảo quản tốt. Ngoài ra, thói quen bốc đồ ăn bằng tay, ngậm tay, ngậm đồ chơi của trẻ là những nguyên nhân khiến trẻ mắc các bệnh lý rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp hoặc nhiễm khuẩn đường ruột. Do đó, phụ huynh cần chủ động phòng bệnh cho trẻ theo khuyến cáo của bác sĩ. Khi có dấu hiệu bị bệnh, cần đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời. Sáng nay ngày 5 tháng 5, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học tuyến đầu với chủ đề Những tiến bộ trong cấp cứu tim mạch. Hội thảo có sự tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các nhà khoa học, các chuyên gia y tế hàng đầu về tim mạch trong và ngoài tỉnh. Bệnh lý về tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, chiếm khoảng 1 phần 3 tổng số ca tử vong. Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh lý tim mạch. Tại hội thảo, các chuyên gia y tế đầu ngành của các đơn vị y tế tuyến trung ương tuyến tỉnh đã chia sẻ cập nhật những tiến bộ về cấp cứu điều trị bệnh lý tim mạch như ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp cứu tim mạch tuyến đầu xử trí ngừng tuần hoàn ngoại viện xử trí hội chứng vành cấp sốc tim tắc mạch não cấp cấp cứu dối loạn nhịp tim ứng dụng tích hợp giải pháp điện tâm đồ từ xa tiếp cận bệnh nhân tuyến cơ sở từ xa qua điện tâm đồ trung tâm Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm cập nhật kiến thức, kết nối chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm, giúp nâng cao năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe tim mạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung. Hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024, các cấp quân đoàn, cơ sở huyện Thạch Thành sẽ tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về chế độ của người lao động nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp, chính đáng của đội ngũ công nhân lao động. Tại lễ phát động hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thành kêu gọi các cấp các ngành, chủ các doanh nghiệp trên địa bàn cùng tổ chức công đoàn đồng hành hướng về người lao động, đưa nội dung đảm bảo an toàn vệ sinh lao động vào kỳ kế kết, thỏa ước lao động tập thể, đối thoại thường kỳ với người sử dụng lao động, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động với mục tiêu đồng hành vì sự phát triển bền vững của đơn vị, vì lợi ích của đoàn viên công đoàn. Tại lễ phát động, đại diện Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành, Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện đã trao 316 xuất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Trao 10 xe đạp cho học sinh là con em người lao động nghèo vươn lên học giỏi. Thưa quý vị và các bạn, mùa cao điểm du lịch biển Sầm Sơn năm 2024 đã chính thức bắt đầu cùng với việc nâng cao chất lượng của các loại dịch vụ, việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm cũng luôn được cơ quan chức năng và các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố đặc biệt quan tâm. Trên địa bàn thành phố Sầm Sơn hiện có hơn 700 khách sạn nhà nghỉ, gần 300 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và hàng trăm cơ sở kinh doanh thủy hải sản. Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho du khách, ngay từ đầu mùa, thành phố đã lên phương án chú trọng khâu tập huấn và nâng cấp cơ sở vật chất tại các cơ sở kinh doanh. Trong các tháng cao điểm, Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra tại các nhà hàng, khách sạn, quán ăn đường phố, các cơ sở sản xuất và kinh doanh thủy hải sản để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, sẽ là yếu tố quan trọng để Sầm Sơn tiếp tục ghi dấu ấn, hoàn thành mục tiêu đón trên 8,5 triệu lượt khách trong năm nay. Với mong muốn giữ lại bản sắc văn hóa dân tộc, chị Vi Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Lệ, huyện Thường Xuân đã nỗ lực góp phần giữ gìn phát triển nghề dệt thổ cầm truyền thống của quê hương. Với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Lệ, huyện Thường Xuân, thời gian qua chị Vi Thị Luyến đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về giữ gìn phát triển nghề dệt thổ cầm, phát động mặc trang phục truyền thống của dân tộc trong ngày lễ Tết, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương với tinh thần gương mẫu, xung kích đi đầu. Năm 2023, chị Luyến đã mạnh dạn đầu tư mua khung cửi, nguyên vật liệu thổ cầm và thành lập tổ hợp tác dệt thổ cầm khôi phục bản sắc văn hóa dân tộc Thái tại thôn Liên Sơn, xã Xuân Lệ, chuyên sản xuất các sản phẩm váy thổ cầm, túi sách, đệm ghế, chăn. Không những vận động hội viên phụ nữ trong thôn, xã tham gia, chị Luyến cùng các chị em thường xuyên nghiên cứu cải tiến mẫu mã sản phẩm, đa dạng hóa phương thức bán hàng. Từ 10 thành viên, Đến nay tổ hợp tác đã có 35 thành viên với mức thu nhập khoảng 5 triệu đồng trên một người một tháng. Thì tôi đã thành lập ra cái tổ hợp tác nhằm mục đích là tập hợp thu hút hội viên và giữ hội viên ở lại sinh hoạt hội, ngày càng đông hơn và cái thứ hai nữa là tạo công an việc làm cho người địa phương. Và cái thứ ba nữa là phát huy cái duy trì bản sắc của người dân tộc Thái là mặc những cái trang phục dân tộc của mình mà không bị mai một đi. Bằng tâm huyết và sự đam mê, chị Vi Thị Luyến đã truyền lửa cho những người phụ nữ quê hương mình cùng tham gia bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cầm truyền thống của dân tộc. Chị là tấm gương điển hình người dân tộc thiểu số được tôn vinh tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân lần thứ tư năm 2024. Qua công tác nắm tình hình, Bộ Công an đã phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo lập các nhóm chat group, giả danh các chuyên gia dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, đặt website, app gửi tiền đầu tư chứng khoán nhưng thực chất là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của chúng là lôi kéo người dùng tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến theo từng mã cổ phiếu đang có tiềm năng trên thị trường chứng khoán. Nhằm tạo niềm tin, các đối tượng đã cung cấp cho nạn nhân các giấy tờ pháp lý của quỹ đầu tư, tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản công ty, quỹ đầu tư với những lời hứa hẹn lãi suất cao, nếu thua lỗ thì sẽ được đền bù và giá mua các mã cổ phiếu qua các quỹ đầu tư sẽ có ưu đãi từ 15% đến 30% so với giá đang giao dịch. Những thông tin này nếu tra cứu sẽ trùng khớp trên mạng internet, dẫn đến người dùng tin tưởng ngay các đối tượng. Tuy nhiên, khi người dùng đã nộp tiền vào tài khoản theo hướng dẫn thì rất khó rút ra. Đồng thời, khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc nghi ngờ bị lừa thì các đối tượng nhanh chóng xóa tài khoản của nạn nhân và chặn liên lạc. Công tác xác minh, truy tìm hiện nay gặp rất nhiều khó khăn do hầu hết các group chat đều có địa chỉ ở ngoài biên giới lãnh thổ Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.